Hi, xin chào tất cả mọi người. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm món bánh mì sandwich ngào đường hoặc là bánh mì ngào bơ đường á các bạn. Rất là thơm ngon và dễ làm luôn. Để làm món bánh mì sandwich ngào đường thì ở đây mình sử dụng là 4 miếng bánh mì. Cái phần bánh mì sandwich này các bạn không có thì mình có thể thay thế mà bánh mì hàng ngày mình ăn á cũng được nữa nha. Ở đây mình sử dụng là 2 muỗng canh nước lọc, 60g đường, một muỗng canh bơ, một muỗng canh dung đó nha các bạn. Ở đây mình sử dụng bơ Tường An á, là mình múc ra mình cho vào cái chén nè, là bơ này nha các bạn. Rồi bây giờ những cái miếng bánh mì này mình sẽ cắt ra, mình cắt những cái miếng vừa ăn nhỏ nhỏ thôi các bạn. Rồi sau đó thì mình sẽ cắt thành những cái miếng vuông vuông như thế này. Các bạn đừng thấy nó nhỏ quá ha, rất là vừa ăn luôn á. Mình sẽ được những cái miếng như thế này nè. Rồi cứ như thế thì các bạn cắt cho hết phần bánh mì nha. Sau khi sơ chế xong rồi thì bây giờ mình sẽ đổ vào một cái chảo để mà mình rang nó nha các bạn. Các bạn mở lửa lên, mở lửa nhỏ thôi. Rồi sau đó mình sẽ lấy một đôi đũa đó, mình đảo đều như thế này cho nó được vàng đều hết nha. Nếu mà các bạn mở lửa lớn quá thì nó sẽ bị khét đó, cho nên mình mở lửa vừa thôi. Và mình đảo đều tay, nó sẽ được vàng đều khắp cái mặt luôn. Đó, các bạn thấy nó vàng vàng cái mặt rồi nè. Mình đảo như thế này đó các bạn, cho bánh mì của mình nó được giòn á. Sau khi mình đảo sơ một hồi rồi nè, các bạn thấy nó hơi vàng vàng rồi ha. Và nó rất là giòn luôn á các bạn. Bây giờ mình sẽ cho ra một cái đồ đựng nha. Đó, nó vàng như thế này là được rồi. Các bạn cầm lên một miếng đó mình bóp vô á, nó giòn mà nó xốp ngon lắm luôn. Tiếp tục thì mình cũng sử dụng lại cái chảo đó, mình cho phần đường vào, các bạn cho phần nước lọc vào luôn. Bây giờ thì mình mở lửa vừa lên nha các bạn, để mà mình làm cái phần caramel nha. Cái chảo mình nó hơi to đó, cho nên là phần đường nó chảy qua hết cái phần xung quanh hết. Trong lúc mà mình làm cái phần caramel này nè, các bạn nên mở lửa nhỏ thôi, đừng mở lửa lớn nha, không thôi nó sẽ bị khét đó. Đảo đều tay lên. Các bạn khuấy một hồi thì nó sẽ chuyển qua một cái màu vàng vàng cánh gián nha. Càng về sau á, nếu mà lửa lớn quá các bạn nên giảm lửa lại để cho cái phần caramel của mình nó được lên màu đẹp mà không bị khét nha. Các bạn thấy một cái màu nó hơi vàng vàng như thế này nè là được rồi đó. Mình sẽ cho cái phần bơ vào. Mình cho phần bơ vào nó sẽ tan chảy ra hết nha. Rồi khi mà bơ tan chảy hết rồi mình sẽ cho cái phần bánh mì của mình vào. Trời, một cái màu đẹp mà thơm nữa các bạn. Khi mình cho vào rồi thì mình sẽ đảo đều tay cho những cái phần caramel của mình nó được thấm đều những miếng bánh mì hết nha. Cái phần này đó thì mình làm vừa ăn thôi các bạn, nó không quá nhiều mà cũng không quá ít, nó vừa ăn. Nếu mà các bạn nào thích đường nhiều thì mình có thể cho thêm đường cũng được nha. Các bạn đảo đều tay đến khi nào mà các bạn thấy nó khô ráo không còn dính nữa là được rồi. Và nhớ trong lúc làm mình cũng mở lửa thật nhỏ. Bây giờ thì mình chỉ việc cho ra dĩa và mình thưởng thức thôi. Các bạn xem nó một cái màu rất là đẹp luôn ha. Hôm nay ông trời ổng hơi chuyển mưa đó các bạn, cho nên video nó hơi tối tối nha. Nhưng mà các bạn thấy màu sắc bánh mì của mình vô cùng ngon luôn. Cái này các bạn á, mình ăn mình uống kèm thêm sữa nè. Như vậy là một cái buổi sáng của mình rất là ngon lành rồi. Bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng nè.
Đó, những cái viên vừa ăn như thế này nè các bạn. Wow, nó giòn các bạn, giòn và thơm thơm béo béo. Nó cái vị nó y như là bánh mì bơ sữa các bạn. Bánh mì bơ sữa mà người ta bán ở ngoài ngoài đường mình thấy hay người ta bán đó. Cái mùi vị giống vậy đó. Thơm thơm, ngọt ngọt y như vậy luôn á các bạn. Và nó giòn nữa. Video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Yêu quý thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Mọi góp ý thì các bạn cứ việc comment bên dưới, bình luận bên dưới để mình hoàn thiện hơn nha. Chào tạm biệt mọi người.